Rực rỡ màu sắc trong thông điệp yêu thương, đây chính là điều mà lễ hội âm nhạc BritFest lần thứ 6 năm 2024 mang đến trong tối ngày 2 tháng 11 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện do Đại sứ quán Thụy Sĩ, Canada, Vương quốc Hà Lan, Hoa Kỳ cùng tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số tổ chức khác thực hiện. Well, one of the things I love about BridgeFest is that it's moving around. So it gives the opportunity, I think, for organizations in the localities to participate and learn about it. And I think that year after year, as it moves across Vietnam, it is able to attract new organizations, more organizations, and give them a platform that they may not have had without the traveling show that BridgeFest is now. So I'm really glad that it provides an easy, accessible platform to the public to see these organizations and for them to put something on that exposes a little bit more about what they're doing. Heal the World là ca khúc mở màn đêm nhạc và cũng chính là thông điệp mà lễ hội hướng đến, đó là một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp, bình đẳng và bền vững cho mọi cá nhân. Cùng với những tên tuổi nổi bật trong giới trẻ hiện nay như Pháo, Các Anh Tài, Hà Lê, Thanh Duy, Ban Nhạc Bức Tường và nhiều đơn vị tổ chức khác, âm nhạc cùng các hoạt động nghệ thuật trên sân khấu của BridgeFest đã trở thành phương tiện xóa bỏ khoảng cách, góp phần tăng cường sự cảm thông và hiểu biết giữa các nhóm cộng đồng trong xã hội. So the concert is a very important part of this because music is universal. Music connects us. We don't always understand what words are being sung, but we like the rhythm, it touches us. It brings us together. It reminds us that we are one humanity. Không chỉ là một đêm nhạc, BridgeFest năm 2024 còn là không gian tương tác giữa các tổ chức và doanh nghiệp xã hội hướng đến tôn vinh bình đẳng và phát triển bền vững. Sự kiện năm nay có sự đồng hành của 40 tổ chức và doanh nghiệp xã hội từ khắp Việt Nam với mục đích cùng tạo nên một không gian văn hóa giới thiệu về những hoạt động đóng góp cho sự bền vững của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, dung hợp xã hội, bình đẳng giới, cộng đồng LGBTQ+, và hướng đến người khuyết tật, vân vân. Đây là một cơ hội cho những cái tổ chức của chúng tôi như là doanh nghiệp xã hội, các tổ chức vì người khuyết tật, nói chung những cái tổ chức làm cộng đồng về môi trường rồi là về giáo dục sẽ có một cơ hội đến để được gần hơn với cộng đồng, thu hẹp mấy cái khoảng cách mà cái sự hiểu biết của cộng đồng hay là cái nhận thức của cộng đồng cũng chưa đúng về những đối tượng này. Và đây là một cơ hội để chúng tôi được cho các bạn nhìn thấy một cái khía cạnh mà có thể các bạn chưa từng biết đến, hoặc là các bạn mới nghe đến nhưng chưa hiểu rõ về chúng tôi là ai, như thế nào, chúng tôi đang làm gì, chúng tôi đang tạo những tác động gì cho cộng đồng nói chung và cộng đồng yếu thế mà chúng tôi đang làm. Thì tôi nghĩ đây là một điều rất là tuyệt vời và tôi hy vọng rằng là sẽ có nhiều hơn những hoạt động như thế này và được truyền thông nhiều hơn để cộng đồng biết đến những cái tổ chức đang hoạt động vì cộng đồng và vì những cái đối tượng yếu thế, ví dụ như bên tổ chức của chúng tôi chẳng hạn. Sau 6 năm hoạt động, BridgeFest đã mang đến 5 đêm nhạc với khoảng 200 tổ chức xã hội Việt Nam từ khắp 3 miền đất nước đang hoạt động vì sự phát triển bền vững. Sự quan tâm và ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả sau mỗi năm chính là động lực để BridgeFest tiếp tục tổ chức và lan tỏa thông điệp của mình. Oxfam rất tự hào được cùng với hơn 200 tổ chức xã hội bắc những nhịp cầu BridgeFest nhằm đưa thông điệp hướng tới nền kinh tế nhân văn tới tất cả công chúng. Đây là lần thứ 6 mà chúng tôi cùng với hơn 200 tổ chức cộng đồng mang BridgeFest đến với lại các khán giả. Và đây là năm thứ 4 mà BridgeFest quay trở lại Hà Nội. Ở lần quay lại lần thứ 4 này tôi thấy một cái không khí rất là khác so với cái năm cách đây 4 năm mà BridgeFest tổ chức tại Hà Nội. Bởi vì là nó có một cái không gian mà mọi người đến, tất cả mọi người đến đều cảm thấy là thưởng thức cái không khí, hòa mình vào trong cái phần của âm nhạc cũng như là tìm hiểu những các cái hoạt động của các cái tổ chức và xã hội. Thế và chiều nay tôi cũng có gặp một số các cái gia đình rất là vui khi mà cái gia đình họ đưa cả người thân, chồng, con và các cái bạn nhỏ. Và tôi có hỏi chuyện với một số gia đình thì các anh chị có nói là rất là vui khi mà được xem các cái hoạt động như thế này và mang con cái của họ đến đây để được biết xem là xã hội như thế nào. Nó khác gì so với các cái xã hội ở trên mạng, xã hội ảo mà các bạn ấy đang tưởng tượng. Thế và tôi thấy rất là vui là đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và có thể đóng góp để đưa các thông điệp về thông điệp nhân văn, kết nối, thúc đẩy bình đẳng cũng như là bền vững và phát triển tại Việt Nam.